Và sau đây xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Mũ Đỏ, Thương Phế Binh, Một Chân Để Lại Đồi Thường Đức, viết theo lời kể của một thương phế binh còn ở lại Việt Nam. Sinh năm 1956 tại Hòa Hưng, gần trại giam Khám Chí Hòa, Sài Gòn. Nơi đây nổi tiếng là trại giam khắc nghiệt nhất thời Việt Nam Cộng Hòa. Có ít phạm nhân nào trốn khỏi nơi đây, trừ một người đó là tướng cướp Điền Khắc Kim, nổi tiếng một thời vì khám được xây dựng từ thời Pháp theo hình bát quái đồ. Quê quán tôi tại Bến Tre, nơi mà nổi tiếng quê hương đồng khởi của Cộng sản thời đó, nơi có bà Độc Nhũ nữ tướng khi bị quân Pháp bắt được treo ngược lên cây cắt một bên vú, đó là bà Nguyễn Thị Định, nơi có một đội quân tóc dài áo đen quần ngắn nổi tiếng một thời mang tên tiểu đoàn Bạch Thu Hà. Ban ngày là quốc gia kiểm soát, ban đêm là đất dụng võ của bọn du kích Việt Cộng. Ở đây hầu như nhà nào cũng có chồng con đi tập kết rồi quay về nằm vùng. Vì thế, những đêm sáng trăng có cả đoàn người mang vác, đội đồ đi tiếp tế cho Cộng sản, mà không bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phục kích. Có thể nói nơi đây là đất dụng võ riêng cho bọn Việt Cộng hoành hành. Cho dù người dân không cộng sản có biết cũng không dám hó hé nửa lời. Vì nếu bị nghi là tung tin tức cho quốc gia thì coi như thần chết phất cờ ra đi bất cứ lúc nào. Vì thế, dân ở đâu đến sống nơi đây đều chọn im lặng là vàng, sống qua ngày đoạn tháng trong vùng Việt Cộng kiểm soát. Lớn lên, bố mẹ đi khắp nơi vì bố tôi là lính từ thời quân đội Pháp đến thời kỳ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, về công tác tại Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa. Bậc tiểu học thì theo bố đi công tác nên học hết Mỹ Tho, Tiền Giang, rồi lại về học ở dòng trong Bến Tre. Nửa buổi học tại lớp, còn lại nửa buổi theo mẹ trên chiếc ghe mua bán trên dòng sông Tiền xuôi ngược khắp nơi kiếm sống. Nói chung, lương lính của bố chỉ đủ cho ông tiêu xài cá nhân, vì thế mẹ phải bôn ba kiếm sống trên chiếc ghe đã có tuổi. Theo dòng thời gian, chạy một lúc lại lo tát nước vì ghe bị rò rỉ, rất vất vả. Cũng là học trò thời niên thiếu, nhưng tôi rất ít bạn bè ngâu du với đám nhóc cùng trường vì phải lên đên trên ghe, học và làm bài tập cũng trên ghe. Lúc rảnh phụ mẹ khuân đầu lên xuống ghe, vì thế tuổi thơ của tôi không có dịp để quậy phá với đám bạn bè cùng tuổi. Lên bậc trung học, thấy tôi học ở quê có vẻ chậm chạp, không mấy tiến bộ, nên bố tôi đem về Sài Gòn, lại xin vào trường trung học Trung Thu, do cảnh sát quốc gia quản lý với cái bằng tiểu học ở quê lên tỉnh. Lần đầu tiên được ngồi học ở ngôi trường khá khang trang, nhất là lạ lẫm chưa quen biết một ai, nên khép nép, tru rú một chỗ, vì nhìn thấy mọi bạn cùng lớp đứa nào cũng con nhà khá giả. Chẳng cô chiêu cũng là cậu ấm, con của một quan chức to hay là một nhà khá giả nào đó. Nhìn lại mình thấy quê mùa đơn độc trong bộ áo quần cũ kỹ đem từ dưới quê lên. Dần già rồi cũng hòa đồng với các bạn cùng lớp. Được cái tôi làm quen khá nhanh, nên tuy trong túi lúc nào cũng trống rỗng, muốn mua sắm gì thì phải xin bố dẫn đi mua. Nói chung, tôi không biết gì đến tiền bạc. Bạn bè thấy thương hại, biết hoàn cảnh eo hẹp của tôi, nên thỉnh thoảng cũng rủ tôi đi ăn chè, hay ngồi vỉa hè ăn những món ăn vặt đường phố. Hết bậc trung học, lớp đệ tứ, tức là lớp 9 bây giờ, bắt đầu lên đệ tam là lớp 10. Bây giờ thì tôi tới tuổi thi hành quân dịch. Vì đi học muộn nên phải nhập ngũ khi đủ tuổi, tôi chọn đơn vị nhảy dù là đơn vị lừng danh trong các trận đánh nổi tiếng như Bình Dạ, Đồng Xoài, Đức Cơ, Playmer. Hơn nữa, người chiến sĩ nhảy dù trong bộ đồ hoa rừng với nón đỏ, được mệnh danh thiên thần mũ đỏ, đã thu hút tôi từ lần đầu tiên khi nhìn thấy một quân nhân mũ đỏ về phép. Nhìn rất phong độ và khá bắt mắt. Vì thế, tôi không ngần ngại tìm đến bàn tuyển mộ của sư đoàn nhảy dù, đem theo khai sanh đủ tuổi để tình nguyện gia nhập đơn vị này. Sau khi chờ cho đủ người, một chuyến kêu MC chở chúng tôi trực chỉ về căn cứ Hoàng Hoa Thám. Trên đường đi, chúng tôi làm quen hỏi thăm nhau,
nói chuyện rôm rả cũng như ngắm cảnh tấp nập thành phố hoa lệ lần cuối trước khi bước vào đời quân ngũ. Xe chở vào khối bổ sung để làm thủ tục đầu tiên, lãnh quân Trang Hòa được đưa qua Vương Mộng Hồng chờ đủ quân số để nhập khóa học quân sự. Ngày đầu tiên được mặc bộ đồ thùng thình, nhìn nhau mà tức cười, súng xính như những ông từ vào đền. Sau khi nghe cán bộ dặn dò đôi ba điều về nội quy và những điều phải làm hàng ngày, được nghỉ ngày đầu và thu dọn xong để đồ và nghỉ đêm. Sáng hôm sau khi cảng báo thức, tất cả được tập hợp thành năm hàng dọc để chạy tập thể dục theo cán bộ khóa học. Từ đó trở đi, sáng dậy cũng chạy tập thể dục. Ra bãi học cũng chạy, từ bãi về cũng chạy. Lúc nào cũng vừa chạy vừa la lớn. Nhảy dù không thích đi xe, chỉ thích chạy bộ. Vài ba cây số là thường. Chỉ thích chạy bộ nên ngày đầu chạy từ nhà ra bãi học rơi rụng khá nhiều. Vậy ngày sau đó các tân binh mới quen dần với việc phải chạy bộ từ khi thức dậy cho tới lúc ngủ. Ngày này qua ngày kia, ra bãi tập vừa chạy vừa la lớn. 1, 2, 3, 4 nhảy dù cố gắng nhảy dù. Có khi vừa chạy vừa đếm nhịp, có khi vừa chạy vừa hát lớn bài 1, 2, 3, 4. Đây khúc ca nơi quân trường hào hùng. Vai sánh vai ta xây đời tình thân ái, đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm. Thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Vừa chạy vừa hát bở hơi tai, nhưng tới câu chân cứng đá mềm. Thằng đằng sau nghịch ngợm đá thằng đằng trước, làm thằng đằng trước quay lại chửi đổng trong khi đang phải hát. Thế là cả đại đội khóa sinh bị phạt hít đất, thục dầu đủ kiểu. Sau khi thằng đã bị cán bộ xúc cho dài đá vì thích đá, đã chạy mệt còn bị phạt thêm, nên cả đại đội rất căm mấy tên nghịch ngợm phá phách này. Tất cả được lặp đi lặp lại cho tới ngày mãn khóa, bổ sung ra đơn vị. Hết 3 tháng học quân sự bắt đầu đến khóa học nhảy dù, trở lại khối bổ sung, tôi được xếp học khóa dù 320. Trước khi nhập khóa, các quân nhân phải trải qua một cuộc trắc nghiệm sức khỏe trong 2 ngày và phải đạt được số điểm ấn định tối thiểu. Nếu ai bị thương tật về chân, tay hoặc mắt kém đều bị loại. Ngày đầu trắc nghiệm 8 môn thể dục của người quân nhân bao gồm chạy 100m, nước rút có ba lô và súng, cổng bảng chạy 100m, hít đất 45 cái, nhảy xa, thục dầu 66 cái, leo dây 3m, uống bụng 66 cái, hít xà ngang. Ngày đầu thử lửa 8 món ăn chơi, cho dù chạy bộ cũng khá nhuyễn, nhưng vẫn còn vài con én là đà trũng rơi dọc đường. Môn chạy bộ khi mang ba lô súng đạn trên lưng đầy đủ. Ngày thứ hai chạy dã chiến 8.000 thước với trang phục hành quân, sau nghỉ 30 phút. Tiếp tục chạy với tốc độ 1.500 thước, đường chạy là vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất về đến trung tâm huấn luyện nhảy dù. Lần chạy này cũng vài em rơi rụng vì đường dài 8.000 mét. Sau đó nghỉ nửa tiếng để chạy tiếp 1.500 mét đường nữa. Tới môn cổng bạn chạy 100m cũng có khoảng 2 em lăn ra đường ăn vạ. Mấy môn còn lại thì hầu như không có vấn đề gì. Tuần thứ nhất, huấn luyện dưới đất gồm các môn. Học về dù lưng, dù bụng, dù có bao nhiêu dây, bao nhiêu múi, sức chịu đứt là bao nhiêu, cách mặc dù lưng, dù bụng và các trang bị hành quân. Học cách thức nhảy ra khỏi phi cơ, học cách kiểm soát và lái dù theo ý muốn. Học các thế đáp để tránh bị thương tích khi từ trên không đáp xuống đất, thu lượm và bảo trì dù sau khi đáp xuống đất. Tuần thứ hai, huấn luyện trên các đài nhảy. Đài 4 thước, cách nhảy ra khỏi cửa phi cơ để làm quen ở độ cao trung bình. Đài 11 thước, thường gọi là chuồng cu, nhảy ra khỏi cửa phi cơ ở độ cao để làm quen cảm giác mạnh. Đài 12 thước, thường gọi là dây tử thần khô, tập đáp xuống đất để làm quen với tốc độ va chạm mặt đất từ trung bình đến mạnh. Cách tránh dù lôi khi trời có gió, lúc đáp từ trên không trung xuống đất. Các tuần sau cùng, thực tập nhảy dù từ trên phi cơ ở độ cao 400m xuống đất gồm có 6 lần nhảy ban ngày, 1 lần với trang bị hành quân, 1 lần nhảy ban đêm. Về những năm sau này thì phương tiện eo hẹp và nhu cầu chiến trường đòi hỏi nhanh chóng, nên bằng dù chỉ cần 5 xu là đủ.
học xong khóa dù, bây giờ mới chính thức là một người lính nhảy dù thực thụ, sau đó được bổ sung cho các đơn vị của sư đoàn dù, phần đông là các tiểu đoàn tác chiến. Sau khi học xong khóa dù, tức là đã trở thành những chiến binh chính thức của sư đoàn nhảy dù, tôi được bổ sung về tiểu đoàn 7, được trở thẳng về hậu cứ tiểu đoàn trại Phan Đình Phùng, tọa lạc tại xã Tam Hiệp, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa, do đơn vị tiểu đoàn 55 pháo binh bàn giao lại. Tiểu đoàn 7 nhảy dù thuộc bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù, trang bị vũ khí đạn dược và chờ phi cơ chuyển ra trình diện tiểu đoàn. Phi cơ đáp xuống phi trường Đà Nẵng, nơi đây được xe KMC chở đồ tiếp tế và tân binh ra vị trí tiểu đoàn đang hành quân. Nằm trong Thường Đức là những dãy núi đồi yên ngựa, nơi đây như một lòng chảo. Phía đông là chi khu Đại Lộc, nằm bên cạnh dòng sông Vu Gia. Phía nam, tây và bắc là các dãy núi nối liền với dãy Trường Sơn, bao vây chung quanh. Phía đông có những đồng bằng, ruộng lúa và rẫy bắp do dân tị nạn bỏ lại. Bên cạnh có một con đường mòn, đất và đá loang lổ, những ổ voi ổ gà, có lẽ do vết tích của chiến tranh còn sót lại. Theo xe tiếp tế vào trình diện tiểu đoàn và được bổ sung về đại đội 72. Tiểu đoàn 7 do thiếu tá Lưu làm tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Quý từ tiểu đoàn 1 chuyển về làm tiểu đoàn phó. Vừa chân ướt chân ráo thì nửa đêm tiểu đoàn được lệnh tiến chiếm suối Ba Khe. Khi bước vào Đại Lộc để tiến vào Thường Đức, các cán quân sẽ phải đi theo con đường đất đá này hoặc đi theo những đám ruộng lúa bắp của người dân bỏ lại để đi tị nạn. Cũng có cánh quân khác đi trên con đường đất đỏ bên cạnh dãy sơn gà. Tiểu đoàn 7 nhảy dù dùng chiến thuật nghi binh để cho chủ lực tiến đánh bất ngờ phía sau, khiến địch quân rối loạn hàng ngũ mất tinh thần vì tiếng hô xung phong của các đơn vị nhảy dù, khiến chúng hốt hoảng chém về bỏ của chạy lấy người, để lại tại trận hơn 200 vũ khí đủ loại, hậu cần bị tiêu hủy và toàn tiểu đoàn bị tiêu diệt, số còn lại hốt hoảng chạy tháo thân. Đại úy Tú Trinh, người đã từng được mệnh danh là anh hùng diệt tăng bị thương, và tôi cũng bị thương ở trận này, sau đó được tẩy thương ra bệnh viện Duy Tân Đà Nẵng để làm thủ tục nhập viện. Nằm ở đây một thời gian vì tôi không ngồi dậy được, nên không được theo máy bay trở về Sài Gòn. Ở đây, tôi bị các bác sĩ cắt cụt một chân khi được chuyển qua bệnh xá sư đoàn nằm tại Non Nước. Cưa chân nhưng không được khâu bít da che vết thương lại mà vẫn để lòng thòng nhìn thấy đầu xương thịt da. Có người đồng bác sĩ này tay trong của cộng sản nên làm thế, cho thương binh mau chết. Không biết đúng hay sai, vì ngay trong Dinh Độc Lập hai bộ tổng tham mưu còn có nội tuyến, hỗn hộ đơn vị nhảy dù. Đã thế, hàng ngày nhà bếp ở đây toàn cho ăn thịt trâu dai nhất, vết thương đã đau lại càng đau thêm. Thôi thì cứ cắn răng chịu đựng cho tỉnh táo và ngồi dậy được, không phải nằm băng ca mới được cho lên máy bay về Sài Gòn. Chờ mãi cũng có chuyến máy bay chở thương binh về Sài Gòn. Máy bay vừa đáp xuống sân bay, liền có xe cứu thương của bệnh viện Đỗ Vinh sư đoàn chờ sẵn. Lính quân y cõng người bị thương lên xe rồi chạy một mạch về bệnh viện sư đoàn. Tại đây, các bác sĩ Đỗ Vinh nhìn chân tôi ngao ngán, nên nhanh chóng làm thủ tục chuyển tôi lên Tổng y viện Cộng Hòa trong ngày. Ngày đầu, các bác sĩ Tổng y viện Cộng Hòa khám đều lắc đầu vì vết thương không được báo da bít lại mà cứ đẩy khơi khơi. Nằm nghỉ ngơi qua đêm có người mang cháu đến tận giường vì tôi vừa đi máy bay từ Đà Nẵng về, rồi lại từ bệnh viện Đỗ Vinh trở qua Tổng y viện Cộng Hòa, nên mệt mỏi trở rời không muốn ăn cơm, xin được ăn cháo. Hôm sau, bác sĩ đến tận giường khám xong chuyển tôi lên phòng mổ để làm lại vết thương. Sau khi nạo sạch vết thương, bác sĩ ở đây kéo da lên vá bít vết thương lại và khâu chỉ tiêu luôn. Tôi may mắn mãi mới tỉnh vì đuối sức, sau đó được chuyển qua phòng hồi sức. Hàng ngày bác sĩ chỉ định cho y tá rửa, sát trùng và băng bó vết thương cho tới khi vết thương lành hẳn. Ngồi gần mòn ghế nhà bàn ở đây với cái chân phải bị cụt tới đầu gối, nhưng tôi thấy mình vẫn còn được an ủi, vì nhìn thấy một số anh em mất cả hai tay. Có anh mất luôn hai mắt, có anh cục hai chân tới háng, nhìn rất thảm thương. Khi được chuyển qua khoa chấn thương chỉnh hình và làm chân giả để đi lại,
Vì chân bị cưa này khớp gối nên đeo chân giả đi cứ bị rớm máu và nhức nhối, nên tôi cứ kẹp cái nạng để đi cho đỡ đau. Từ khoa chấn thương chỉnh hình, tôi được chuyển qua đơn vị 3 chờ làm thủ tục giải ngũ với thương tật loại 3. Sau đó lãnh 3 tháng lương và về nhà, chờ giấy tờ giải ngũ và làm thẻ thương binh. Về nhà, tôi sống nhờ người thân trong gia đình, vì họ biết tôi rất yếu, nay đau, mai ốm, nên họ rất thương tâm và bảo bọc tôi. Cho tới khi bất ngờ tôi quen với vợ tôi bây giờ, có lẽ vì nhìn thấy tình cảnh tôi quá thê thảm, nên động lòng trắc ẩn, chấp nhận lấy tôi và săn sóc cho tôi cho tới giờ. Quả thật, tôi rất trân trọng người vợ trời thương đã ban cho tôi, để luôn an ủi, khuyến khích tôi mỗi khi trái gió trở trời. Thật là một người phụ nữ đảm đang việc nhà. Nàng có với tôi 4 đứa con, vừa chăm sóc tôi vừa lo cho 4 đứa con tôi, cho tới ngày không lớn, có gia đình riêng. Chỉ còn lại con gái thứ tư ở với gia đình tôi, nhưng cháu lại phải đi làm xa để kiếm tiền phụ với mẹ thuốc thang cho tôi. Khi tôi kể lại hồi ký này để anh bạn thương phế binh viết lại, cũng là lúc cơn đau nhất đang hành hạ tôi và vợ tôi đang lấy thuốc cho tôi uống và lấy đá chùm lên chỗ đau cho tôi đỡ đau. Bài hồi ký đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Mũ Đỏ Thương Phế Binh và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.